Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 1275 ngày 31 tháng 10 năm 2023 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng thuộc 4 lĩnh vực: mật mã dân sự, quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, quản lý vùng trời, quản lý biên giới. Trong đó, giảm thời hạn giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự từ 30 ngày xuống còn 20 ngày. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự từ 5 ngày xuống 4 ngày. Thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự từ 20 ngày xuống còn 10 ngày.